Mời quý khán giả đến với bản tin nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Hàn Quốc cho thấy rõ tham vọng nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế thông qua một loạt nỗ lực. Bên cạnh việc phấn đấu trở thành một cường quốc kinh tế và công nghệ, Hàn Quốc cũng đang tăng cường vai trò ngoại giao, thể hiện qua việc tham gia các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương đã lần đầu tiên được tổ chức trong tuần này, đánh dấu một bước tiến trong việc xây dựng mối quan hệ đa phương và tăng cường vai trò của Hàn Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Tại hội nghị cấp cao diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là ứng phó với khủng hoảng khí hậu và phát triển kinh tế. Trong tuyên bố chung, các bên tham gia nêu rõ tầm nhìn về việc xây dựng quan hệ đối tác tự do, hòa bình và thịnh vượng giữa Hàn Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương, bên cạnh một kế hoạch phát triển quan hệ đối tác dựa trên chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc và chiến lược 2050 của các quốc đảo Thái Bình Dương cho lục địa Thái Bình Dương xanh. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo nhất trí cùng hợp tác nhằm củng cố trật tự quốc tế và khu vực dựa trên luật lệ, đồng thời hợp tác an ninh toàn diện trong các lĩnh vực hàng hải, khí hậu, năng lượng, mạng, y tế và các lĩnh vực khác. Tôi hy vọng rằng Hàn Quốc và các quốc đảo ở Thái Bình Dương vốn đang cùng ngồi trên một con thuyền trong vùng biển rộng lớn của Thái Bình Dương sẽ chèo lái mạnh mẽ vì sự thịnh vượng của chúng ta. Theo Johnny Wallace, giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Adelaide của Australia, Hàn Quốc vốn thường không đóng một vai trò quan trọng nào trong khu vực quần đảo Thái Bình Dương. Vì vậy, thượng đỉnh Hàn Quốc quần đảo Thái Bình Dương là một bước tiến lớn nhằm tăng cường ảnh hưởng của Seoul trong khu vực này. Giống như đồng minh thân cận nhất là Mỹ và các đối tác của mình, bao gồm Australia, Nhật Bản và Ấn Độ, Hàn Quốc gần đây đã áp dụng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khuyến khích nước này tập trung nhiều hơn vào khu vực Thái Bình Dương. Trong chiến lược vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng, được công bố vào tháng 12 năm 2022, chính phủ Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch tăng cường sự can dự với các quốc đảo Thái Bình Dương. Sau đó, Hàn Quốc đã tham gia cùng với Mỹ, Australia và các quốc gia khác trong sáng kiến đối tác tại Thái Bình Dương xanh nhằm điều phối tốt hơn sự hỗ trợ của đối tác cho khu vực này. Ở chiều ngược lại, đối với khu vực quần đảo Thái Bình Dương, Hàn Quốc là một đối tác hấp dẫn. Các đảo quốc Thái Bình Dương nằm trong khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, trong khi Hàn Quốc là một nước phát triển, nổi tiếng với lập trường ủng hộ hành động khí hậu toàn cầu. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Hàn Quốc đã đồng ý tăng gấp đôi vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho các quốc đảo Thái Bình Dương lên 39,9 triệu đô la Mỹ vào năm 2027, đồng thời tăng cường nỗ lực cung cấp hỗ trợ tài chính, công nghệ và các hỗ trợ khác để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện tại, mối quan tâm của Hàn Quốc đối với các quốc đảo Thái Bình Dương đã được các nhà lãnh đạo khu vực này hoan nghênh. Tuy nhiên, giống như những thế lực tương đối mới khác trong khu vực, Hàn Quốc cũng sẽ vấp phải những thách thức để duy trì trạng thái cân bằng trong chính sách ngoại giao đối với các quốc đảo. Và các quốc đảo ở Thái Bình Dương cũng sẽ cẩn trọng theo dõi tiến trình này. Song song với việc tìm kiếm các đối tác mới, Hàn Quốc cũng luôn chú ý tới việc thắt chặt quan hệ với các đồng minh truyền thống như Mỹ và Liên minh châu Âu EU, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Liên minh châu Âu-EU diễn ra tại thủ đô Seoul, hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định thúc đẩy hợp tác về an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu, y tế và chuỗi cung ứng. Về các vấn đề toàn cầu khác, một quan hệ đối tác xanh sẽ được tạo ra với EU để thúc đẩy quá trình chuyển đổi thân thiện với môi trường, với việc các nhà lãnh đạo cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm gây ra mối đe dọa hiện hữu. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác y tế, theo đó sẽ hợp tác để xác định và chống lại các mối đe dọa sức khỏe, đồng thời hỗ trợ các nước khác ngăn chặn và ứng phó với chúng. Tôi nghĩ rằng các cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay sẽ đặt nền móng cho các mối quan hệ bền chặt hơn nhằm xây dựng một tương lai an toàn và thịnh vượng hơn cho người dân của chúng ta. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ có những bước tiến quan trọng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển xanh, sức khỏe và kỹ thuật số. Trước các thách thức do căng thẳng gia tăng trên toàn cầu liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, EU và Hàn Quốc cũng thiết lập một đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng cho hai nước,
đồng thời kêu gọi sự hợp tác giữa chương trình hiện diện hải quân của EU tại Thái Bình Dương với Hải quân Hàn Quốc. Chúng tôi đã quyết định tăng cường hợp tác an ninh. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác an ninh toàn diện trong nhiều lĩnh vực bằng cách thiết lập đối thoại chiến lược giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc và đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU. Các chuyên gia nhận định, quan hệ Hàn Quốc-EU là một ví dụ điển hình về hợp tác toàn diện và đa phương trong quan hệ quốc tế, và cả hai bên đều nhận thấy tầm quan trọng và tiềm năng phát triển trong việc tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ này trong tương lai. Hàn Quốc cũng đang trên đường đua trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới, đặc biệt nhắm đến khách hàng tại châu Âu. Doanh số bán vũ khí của Hàn Quốc đã tăng từ 7,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 lên hơn 17 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, trong bối cảnh phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine và căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng khác. Hàn Quốc đã đạt được hợp đồng vũ khí với Ba Lan trị giá 13,7 tỷ đô la Mỹ, thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của Seoul. Theo đó, Hàn Quốc sẽ bán cho Ba Lan hàng trăm bệ phóng tên lửa Chunmoo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu FA-50. Chúng tôi sẽ cung cấp công nghệ cho Ba Lan bằng cách sử dụng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan. Chúng tôi có thể sản xuất vũ khí, sau đó xuất khẩu hệ thống vũ khí đó sang các nước lân cận. Các quan chức Hàn Quốc và Ba Lan kỳ vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ giúp họ chinh phục thị trường vũ khí châu Âu, với Hàn Quốc cung cấp vũ khí chất lượng cao nhanh hơn các quốc gia khác, còn Ba Lan đóng góp khả năng sản xuất và xây dựng mạng lưới bán hàng vào châu Âu. Tại một nhà máy của công ty Hanwha Aerospace bên bờ biển Changwon phía nam Hàn Quốc, 6 robot tự động khổng lồ và hơn 150 công nhân đang sản xuất những khẩu pháo K9 nặng 47 tấn dành cho Ba Lan. Loại pháo tự hành này sử dụng đạn 155mm tiêu chuẩn NATO, có hệ thống điều khiển hỏa lực được vi tính hóa và được thiết kế để dễ dàng tích hợp vào mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, đồng thời mang lại hiệu suất tương đương với các loại vũ khí đắt tiền hơn của phương Tây. Để đáp ứng nhu cầu, công ty Hanwha dự kiến sẽ bổ sung thêm khoảng 50 công nhân và nhiều dây chuyền sản xuất hơn. Cộng hòa Séc, Romania, Slovakia, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và những nước khác từng nghĩ chỉ mua các sản phẩm quốc phòng sản xuất ở châu Âu. Nhưng giờ đây, họ hiểu rằng có thể mua với giá thấp và được giao hàng nhanh chóng từ các công ty Hàn Quốc. Tốc độ cung cấp vũ khí nhanh chóng của Hàn Quốc là lợi thế quan trọng. Lô hàng đầu tiên gồm 10 xe tăng K2 và 24 pháo K9 đã đến Ba Lan vào tháng 12 năm ngoái, chỉ vài tháng sau khi các thỏa thuận được ký kết. Từ đó đến nay, ít nhất 5 xe tăng cùng 12 khẩu pháo nữa đã được chuyển giao. Trong khi đó, Đức, một nhà sản xuất vũ khí lớn khác, vẫn chưa giao bất kỳ chiếc nào trong số 44 xe tăng Leopard mà Hungary đặt hàng từ năm 2018. Các quốc gia sẽ ngày càng quan tâm hơn đến vũ khí của Hàn Quốc khi xét đến năng lực sản xuất hạn chế của ngành công nghiệp quốc phòng Đức, vốn là nhà cung cấp vũ khí chính ở châu Âu. Bà Kim Mi-chung, nhà nghiên cứu công nghiệp quốc phòng tại Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc cho biết, Seoul đã nắm bắt cơ hội khi Ba Lan đang rất cần vũ khí sau khi xung đột nổ ra tại Ukraine. Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí đến với Hàn Quốc trong bối cảnh chỉ có một vài quốc gia trên thế giới có khả năng sản xuất vũ khí trong thời gian ngắn. Trong khi đó, một số nước châu Âu có khả năng này lại phải ưu tiên mục tiêu bảo vệ đất nước hơn so với xuất khẩu. Ngoài ra, vũ khí của Hàn Quốc còn được thiết kế để tương thích với các hệ thống của Mỹ và NATO. Seoul là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ ba cho NATO và các quốc gia thành viên, chiếm 4,9% lượng vũ khí mua vào của khối này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Con số này vẫn thua xa Mỹ, chiếm 65%, và Pháp là 8,6%. Nhưng cả Hàn Quốc và Ba Lan đều tin tưởng sẽ chiếm được thị phần lớn hơn nhiều trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, mặc dù cả hai nước đều có nền công nghiệp quốc phòng vững chắc, nhưng các kế hoạch dài hạn sẽ gặp không ít thách thức. Những cơn gió chính trị có thể thay đổi hoặc sự khác biệt trong văn hóa tổ chức có thể tạo ra thách thức đối với việc mua bán vũ khí, hoặc nhu cầu về vũ khí có thể giảm đi vì những lý do khác. Bên cạnh những bước tiến trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh quân sự và thương mại, Hàn Quốc cũng đạt được bước đột phá lớn trong cuộc đua khám phá vũ trụ. Khi Trung Quốc và Nhật Bản liên tục tiến hành các sứ mệnh phóng tàu vũ trụ, Triều Tiên cũng đang thử nghiệm đưa vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo, thì tên lửa đẩy Nuri do Hàn Quốc phát triển nội địa đã được phóng thành công,
đưa xứ sở Kim Chi trở thành nhân vật chủ chốt trong cuộc đua vũ trụ khốc liệt với các nước láng giềng châu Á. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do nước này tự chế tạo để đưa 8 vệ tinh thực nghiệm vào quỹ đạo. Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cùng Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết, tên lửa Nuri đã được phóng từ trung tâm vũ trụ Naro tại làng Gohung, miền nam nước này, vào lúc 18 giờ 24 phút giờ địa phương. Sau khi cất cánh và hoàn thành chặng bay trong khoảng 20 phút, tên lửa đã đưa các vệ tinh vào quỹ đạo, cách trái đất 550 km, trong khoảng 13 phút. Tên lửa Nuri có chiều dài 47,2 mét, đường kính lên tới 3,5 mét và nặng 17,5 tấn. Khác với lần phóng thứ nhất và thứ hai trước đó, chỉ mang theo vệ tinh mô phỏng, tên lửa Nuri trong lần phóng thứ ba này mang theo 8 vệ tinh, có thể thực hiện nhiệm vụ thực tế. Tên lửa đẩy cuối cùng của Hàn Quốc được phóng vào năm 2013 sau nhiều lần trì hoãn và thử nghiệm thất bại, được phát triển chung với Nga. Nuri được coi là chìa khóa cho các kế hoạch đầy tham vọng của Hàn Quốc nhằm khởi động chương trình không gian, thúc đẩy tiến độ phát triển mạng 6G, vệ tinh do thám và thậm chí cả tàu thăm dò mặt trăng. Dự án Nuri trị giá 2.000 tỷ won, tương đương 1,52 tỷ đô la Mỹ, bắt đầu được thực hiện từ năm 2010. Dự kiến từ nay đến năm 2027, tên lửa Nuri sẽ được phóng thêm 3 lần nữa. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, thành công của lần phóng tên lửa đẩy Nuri lần này là một kỳ tích tuyệt vời, cho thấy Hàn Quốc đã gia nhập các cường quốc vũ trụ. Đến nay, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phát triển được phương tiện phóng vào không gian có thể mang vệ tinh nặng hơn 1 tấn, sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Như vậy, Hàn Quốc đã nắm được công nghệ độc lập quan trọng để phát triển và phóng tên lửa vũ trụ mang theo vệ tinh nội địa, mở ra một kỷ nguyên mới trong chương trình vũ trụ của nước này. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.